Mới đây, Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre và Trà Vinh về triển khai dự án nhà máy xuất hydro xanh tại Việt Nam. Tham gia buổi làm việc còn có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện tỉnh Trà Vinh và Bến Tre cho biết, hai địa phương này có đường bờ biển dài khoảng 65 km, cả hai tỉnh có nguồn năng lượng tái tạo dồi dào. Số giờ nắng trung bình đạt gần 1.600 giờ một năm, tốc độ gió bình quân đạt khoảng 7 mét trên giây. Đây là điều kiện tốt và thuận lợi để hai tỉnh này phát triển các dự án sản xuất hydro xanh đầu tiên tại Việt Nam. Việc đầu tư xây dựng các dự án sản xuất hydro xanh cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn trong lưu trữ, bảo quản, vận chuyển hydro quy mô lớn không chỉ là vấn đề mới đối với Việt Nam mà còn cả các nước trên thế giới. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích và thảo luận về các vấn đề cần lưu ý, tháo gỡ liên quan đến việc đầu tư xây dựng dự án sản xuất hydro xanh. Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết đây là lĩnh vực mới và chưa có quy định rõ ràng nên còn rất nhiều rào cản. Ngoài ra, việc sản xuất hydro theo phương pháp điện phân tiêu thụ rất nhiều điện năng, do đó cần đảm bảo nguồn điện năng lượng tái tạo ổn định phục vụ sản xuất. Bộ trưởng đề nghị hai tỉnh cần có báo cáo đề xuất với chính phủ về dự án này. Ngoài ra, hai địa phương cần nghiên cứu quy hoạch điện 8, quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia để tích hợp vào quy hoạch của tỉnh mình, phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá tiềm năng phát triển, đầu tư các dự án điện tái tạo ở hai địa phương, từ đó làm căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư có hiệu quả.